Năng lực chân ngôn Đại Bi Quan Âm. Chân ngôn Om Mani Padme Hum. Chân ngôn lục từ nêu biểu tâm đại bi và ân đức gia trì của tất cả chư Phật, Bồ Tát, nhất là ân đức gia trì của Quán Tự Tại, Đức Phật của lòng bi mẫn. Quán Tự Tại hay Quán Thế Âm là hiện thân từ bi của Phật trong hình thức báo thân, và chân ngôn của Ngài được tôn kính là tinh túy tình yêu thương và lòng bi mẫn vô điều kiện của chư Phật với hữu tình chúng sinh. Nếu Thượng Sư Liên Hoa Sinh là bậc Thượng Sư quan trọng nhất trong truyền thống Kim Cương Thừa, thì Quán Tự Tại là vị Phật bảo hộ quan trọng nhất cho hành giả Kim Cương Thừa. Chân ngôn lục tự đại minh Om Mani Padme Hum nêu biểu cho lòng bi mẫn của Phật đã ăn sâu vào tiềm thức tất cả Phật tử, từ lứa trẻ thơ mới biết nói đến những bậc cao niên theo truyền thống Kim Cương Thừa. Theo kinh điển Đại Thừa, chính Đức Quán Tự Tại đã cúng dường lên Đức Phật câu chân ngôn lục tự đại minh, và Đức Phật trở lại giao phó cho Ngài Phật sự cao quý đó, đặc biệt là cứu giúp tất cả chúng sinh thoát khỏi các khổ nạn trên con đường tiến đến giác ngộ. Vào lúc ấy, chư thiên tung hoa xuống tán thán ca ngợi các ngài, trái đất chấn động và không trung vang lên âm thanh Om Mani Padme Hum Si. Trong mật điển dạy rằng, chân ngôn đại bi lục từ là hiện thân tinh túy tâm giác ngộ của hết thảy chư Phật, tinh túy của năm bộ Phật và tinh túy trì giữ bí mật. Chân ngôn này chứa đựng khẩu truyền tinh túy trong từng chủng từ của 6 chủng từ chân ngôn, là phẩm hạnh ba la mật tuyệt hảo, là cội nguồn của hết thảy chư Phật và là cội nguồn của tất cả thành tựu, đem lại phúc lợi an bình cho tất cả chúng sinh. Chân ngôn lục tự đại minh cũng chính là con đường giác ngộ và giải thoát. 6 chữ chân ngôn này là khẩu giác ngộ siêu việt tinh túy của hết thảy các pháp, và chỉ nhờ thực hành lục tự đại minh, hành giả có thể đạt được quả vị vô học và trở thành bậc giải thoát, hướng dẫn chúng sinh. Dù một lần được nghe chân ngôn này vào lúc chết, loài kiến và các loài động vật sẽ thoát khỏi thân nghiệp báo và tái sinh trong cõi tịnh độ. Việc trì niệm 6 chữ chân ngôn này giống như mặt trời tỏa chiếu trên núi tuyết, sẽ khiến tất cả nghiệp xấu và chướng ngại mà hành giả đã tích lũy từ vô thủy trong luân hồi được tịnh hóa và tiêu trừ. Đến phút lâm chung sẽ được vãng sinh vào cảnh giới tịnh độ. Thiền định về chân ngôn này, hành giả có thể đạt được tam học, văn, tư, tu. Tất cả các pháp sẽ xuất hiện là pháp thân, và cánh cửa kho tàng công hạnh lợi ích chúng sinh sẽ được rộng mở. Hành trì chân ngôn này sẽ giúp hành giả không bị trôi dạt nơi cánh cửa tái sinh của 6 đạo luân hồi, và sẽ đạt được quả vị ba la mật, đồng thời tịnh hóa tất cả nhiễm ô, phiền não đau khổ, các thói quen tập khí xấu, và chuyển hóa tất cả hiện tướng bên ngoài thành cảnh giới tịnh độ của tam thân. Bởi vậy, công đức trì tụng chân ngôn đại bi lục tự đại minh là không thể đo lường và nghĩ bàn. Chân ngôn bí mật Om Mani Padme Hum là hiện thân tất cả năng lượng từ bi, trí tuệ và công hạnh của Đức Quan Âm tôn quý. Ngài chính là hiện thân bi mẫn của tất cả chư Phật. Chữ chủng từ Om sắc trắng sinh ra từ sự hiển bày của năm trí tuệ Phật, là chủng từ hợp nhất tất cả phẩm hạnh và là tinh túy thiền định ba la mật. Chữ này tịnh hóa tất cả phiền não của sự kiêu ngạo. Chữ chủng từ này có thể giải thoát được sự đau khổ của chư thiên, đó là cái chết và sự đọa lạc. Những sự đau khổ trong cõi chư thiên bất khả phân với thân và công hạnh của Satakratu, Đức Phật hiện thân cứu cõi chư thiên. Chữ Om là sự phản chiếu của trí tuệ bình đẳng, xuất hiện rất sống động
dẫn dắt sáu đạo chúng sinh đến Nam Phương Tịnh Độ, cảnh giới vinh quang và khiến họ thành tựu được sắc thân Phật bảo sinh. Chữ ma sắc xanh lục xuất hiện bày tỏ lòng bi mẫn, lòng từ bi vô lượng của Đức Quan Âm tôn quý hướng về tất cả chúng sinh, là chữ trùng từ của công hạnh và là tự tính nhẫn nhục ba la mật. Chữ trùng từ này tịnh hóa tất cả nhân và quả phiền não của sự ganh ghét đố kỵ. Trong thực tế, sự đau khổ của cõi trời Atula đều phát sinh từ những ghen tị, đánh nhau và sân hận. Những đau khổ này bất khả phân với thân và công hạnh của Vemajit, Đức Phật hiện thân cứu độ loài Atula ganh tị. Chữ ma là hiện thân của trí tuệ bất không thành tựu, xuất hiện rất sống động, dẫn dắt sáu đạo chúng sinh đến cõi Bắc Phương Tịnh Độ, nơi mọi công hạnh viên mãn và khiến họ chứng đạt thân Phật bất không thành tựu. Chữ ni màu vàng xuất hiện từ sự hiền bày của tất cả pháp giới và lòng từ bi vô tác diệu lực của Đức Quan Âm. Chữ ni là chủng từ biến sự luân hồi điên đảo thành pháp giới niết bàn nhất như, là trí tuệ kim cương hợp nhất của thân, khẩu, ý, các công hạnh. Chữ trùng từ ni là tự tính trì giới ba la mật. Chữ này tịnh hóa sự nhiễm ô vô minh nhị nguyên cùng tất cả nghiệp quả của phiền não. Một cách cụ thể, đó là bốn dòng sông lớn đau khổ của cõi người sinh, già, bệnh, chết. Sự đau khổ này bất khả phân với thân và công hạnh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật hiện thân cứu độ loài người. Chữ ni này tỏa dạng trí tuệ, xuất hiện rất sống động, hướng dẫn sáu cõi luân hồi đến cảnh giới tịnh độ, sắc cứu kính thiên, cõi kim cương giới thanh tịnh hoàn hảo và khiến chúng sinh thành tựu thân Phật thứ sáu, Vajradhara, tức là Đức Phật Kim Cương Tổng Trì. Chữ Pát sắc xanh dương hiện bày từ bình đẳng xả vô lượng, lòng từ bi của Đức Quan Âm tôn quý. Không phải là lòng từ ái kiến thiên vị. Chữ trùng từ này là thân và là tự tính siêu việt của trí tuệ ba la mật. Chữ này tịnh hóa tất cả nhân quả của vô minh phiền não. Một cách cụ thể, đó là những khổ đau của loài súc sinh ngu si, đần độn và nô lệ. Sự khổ đau này bất khả phân với công hạnh của Đức Duvasimba, Đức Phật hiện thân cứu loài súc sinh. Chữ trùng từ Pát này tỏa dạng từ pháp giới thể tánh trí, xuất hiện rất sống động, hướng dẫn sáu đạo chúng sinh đến cõi Trung Phương Tịnh Độ và khiến họ chứng đạt thân Phật Tỳ Lư Giá Na. Chữ mê sắc đỏ tự hiển bày từ sự hỷ lạc vô lượng trong lòng từ bi của Đức Quan Âm tôn quý, là tất cả pháp bình đẳng, là trùng từ của khẩu và là tự tính bố thí ba la mật. Chữ mê này tịnh hóa được tất cả nhân và quả của phiền não đau khổ. Một cách cụ thể, sự đau khổ của loài ngạ quỷ sống trong đói khát triền miên. Sự đau khổ này bất khả phân với công hạnh của Đức Phật Vajramukha, Đức Phật hiện thân cứu loài quỷ đói. Chữ mê tỏa chiếu trí tuệ diệu quan sát trí, xuất hiện rất sống động, dẫn dắt sáu đạo chúng sinh đến Tây Phương Tịnh Độ và khiến họ đạt được thân Phật A-di-đà. Chữ hung xuất hiện từ sự hiển bày lòng từ bi vô lượng trong tâm từ bi của Đức Quan Âm tôn quý. Ngài hộ trì nâng đỡ tất cả chúng sinh như con đò của mình và là chữ trùng từ của tâm, tự tính của trí tuệ ba la mật siêu việt. Chữ trùng từ này tịnh hóa tất cả nhân và quả của đau khổ, sân giận nhị nguyên. Một cách cụ thể, đó là sự đau khổ của chúng sinh trong cõi địa ngục chịu thống khổ đọa đầy bởi hai thái cực
nóng và lạnh. Sự đau khổ này bất khả phân với thân và các công hạnh của Dhammaraja. Đức Phật hiện thân cứu chúng sinh địa ngục. Chữ hung tỏa sáng của trí tuệ đại viên cảnh trí xuất hiện rất sống động, dẫn dắt sáu đạo chúng sinh đến cõi tịnh độ đại hỷ lạc chân thật và khiến họ thành tựu thân Phật A Xúc Bề. Việc trì tụng chân ngôn không chỉ lợi ích nhỏ hẹp cho bản thân hành giả, mà tất cả năng lượng và công hạnh vô hạn của sáu chữ chủng tử Đại Minh Vương chân ngôn này chấn động sáu cõi chúng sinh từ tận cùng của cõi luân hồi phiền não, giải thoát chúng sinh thoát khỏi sự sợ hãi, đau khổ. Hành giả nên trì tụng chân ngôn này càng lâu càng tốt trong các thời khóa chính.